Vào đi em. Em trai xong rồi còi ngân Korea xịn 100% Hàn Quốc luôn. Màu xanh nước biển cộng với tem lỗi anh em nhá. Đấu này rất là dễ các bạn ạ. Lửa thì các bạn cho vào cực dương với quy, hoặc các bạn lấy từ cái lửa từ cực dương với quy hoặc bằng của trì. Còn dây xanh các bạn cho cái dây còi cũ là xong thôi. Đây, nắp về chỗ này rất là ngon các bạn này. Khoan cái đốc này. Đấy, đây còn đôi còi cũ em thì đây. Đây mình vất vả em đôi còi cũ đây. Còi hộp đây các bạn nhá. Đấy, thương hiệu này. Đây thương hiệu đây. Tem mác các vùng miền luôn. Căng nước thì giỏi luôn. Đấy, trước đấy em lắp đôi còi này nhưng mà nghe nó không được hay các bạn ạ. Đấy, còi của mình nó là còi Hàn Quốc xịn Mi Dung. Anh em ủng hộ mình nhá. Đấy, cảm ơn hai anh em nhiều. Có gì anh em qua ủng hộ mình nhá. Số nhà 110 đường số 10 phường Yên Sở của Hoàng Mai rồi. Các bạn nhớ ủng hộ mình nhá. Cảm ơn em trai rất nhiều luôn. Còi ngân xịn 100% Hàn Quốc anh em nhá. Nói không với pha ke và nói không với hàng Trung Quốc. Còi ngân xịn tiếng rất là đanh và bền luôn. Nghe cực kỳ sướng. Đấy không? Đanh luôn.